Thưa quý vị, kính áp tròng là một phụ kiện thời trang phổ biến hiện nay với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, lợi dụng sức hút của mặt hàng này trên thị trường, một số đối tượng gian thương đã tìm đủ chiêu trò sản xuất hàng giả, hàng nhái để trục lợi. Đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm vừa phát hiện một cơ sở chuyên gia công dán nhãn biến kính áp tròng Trung Quốc thành Hàn Quốc chỉ trong vài giây. Dán nhãn, sau đó đưa vào máy ép bao bì, chỉ sau khoảng vài giây, hàng chục lọ kính áp tròng không rõ nguồn gốc xuất xứ được biến hóa trở thành kính áp tròng xuất xứ Hàn Quốc. Với dây chuyền gia công này, mỗi ngày cơ sở này cho ra đời hàng nghìn sản phẩm kính áp tròng Hàn Quốc với đủ các mẫu mã, màu sắc khác nhau. Tại sao mình lại phải nói là hàng Hàn Quốc trong khi xuất xứ của nó thực sự là Trung Quốc? Bán hàng online thì ai cũng phải nói như thế. Em có nghĩ rằng là mình lừa dối khách hàng không? Nói chung là có. Về và bóc nhãn ra, sau đó sử dụng một cái nhãn do mình tự nghĩ ra đặt in và sử dụng hai máy để dán nhãn lên. Theo quy định của Bộ Y tế, đối với các sản phẩm kính áp tròng là mặt hàng khi nhập khẩu phải được cấp giấy phép và đăng ký số lưu hành. Tuy nhiên, tại đây, các sản phẩm đều không có bất kỳ một loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan. Đấu tranh ban đầu, đại diện cơ sở cho biết các loại kính áp tròng chủ yếu được kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Khách hàng hướng đến chủ yếu là học sinh, sinh viên với giá trung bình khoảng 50.000 đồng một sản phẩm. Với cái mức độ kinh doanh và cũng như sản xuất hàng hóa có dấu hiệu giả mạo này thì đây là vụ việc tương đối lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, nhất là khi các bạn có những cái mắt mà cần những cái kính mà các bạn sử dụng kính áp tròng. Khi sử dụng những cái kính này không có số đăng ký lưu hành, không có kiểm soát về chất lượng thì rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn lựa chọn thuê kho hàng tại các khu vực thưa thớt dân cư, che kín rèm, lắp camera giám sát xung quanh. Ước tính giá trị lô hàng bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lên tới hàng tỷ đồng. Đây cũng là vụ việc thu giữ số lượng kính áp tròng giả lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Cơ quan quản lý thị trường cũng khẳng định, trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nhằm răn đe các đối tượng khác.